này mình sẽ giới thiệu với các bạn đó là một cái mẫu móng hồ giả của mình bọc bạc nhé thì anh khách của mình có đặt cái mẫu bọc bạc là bọc hồ trên núi này thì cái màu đá viên đá là anh ấy sẽ chọn màu đá màu đỏ đó thì cái mẫu viên đá cũng như cái màu mắt thì bên mình có nhận thay đổi theo cái màu sắc mà các bạn mong muốn thì mệnh của các bạn hợp với màu nào thì các bạn có thể đặt uh, chọn lựa cái màu đó thì bên mình cũng sẽ lắp cái màu đó lên để sẽ phù hợp với mệnh của 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 từng khách hàng nhé. thì uh, ngoài những cái mẫu mà bọc cổ trên núi ra bên mình còn có rất là nhiều mẫu khác. thì ví dụ như các bạn mà không muốn bọc mẫu hồ ấy thì các bạn có thể đặt mẫu khác cũng được. đó thì các bạn có thể inbox mình cũng sẽ gửi uh, những các cái mẫu sát bên mình có để cho các bạn tham khảo. Uh, đá của mình ở đây nó là đá nhân tạo thôi. thì ví dụ như các bạn mà không thích mẫu đá nhân tạo các bạn có thể lắp bằng đá ruby cũng được cũng rất là đẹp. đó thì móng thì chất liệu thì sẽ được làm từ sừng bò bên mình cũng có làm những cái đường vân nó hơi mờ mờ một chút để nó sẽ giống như về với các hàng thật đó thì như các bạn đang quan sát ở trên clip này các bạn thấy đó nếu như các bạn nhìn qua này nếu như các bạn mà cũng không phải những dân chuyên không phải những người mà tiếp xúc với cả những cái dòng mà về móng về anh ấy thì các bạn cũng khó là nhận biết được đây là một cái móng móng fake nhé thì vì là hàng bây giờ là hàng fake rất là cao cấp nó đẹp nó giống thật gần như là tuyệt đối luôn đó thì bên mình cũng có cả hàng mạ vàng của cái mẫu như này đó các bạn có thể xem thêm ở trên kênh của mình nhé đó, các bạn xem xong video clip của mình thì các bạn có thắc mắc gì các bạn inbox mình cũng sẽ tư vấn và giải đáp giúp các bạn cảm ơn các bạn